Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến số con cô bán bản cơm nhé. Chúc tất cả mọi người một buổi tối thật vui vẻ. Thì tối hôm nay mình lại tiếp tục lên cần. Thì tối hôm nay mình giới thiệu cho người nuôi cần thập cẩm, từ cần dưới trong này, cần câu biển này, đến cần câu nuôi nước ngọt này, đầy đủ luôn mọi người nhé. Thì trước khi vào giới thiệu chi tiết, mình lại giới thiệu qua đây là số điện thoại của mình. Số điện thoại này mọi người liên hệ trực tiếp cho mình để chốt đơn hàng hoặc là tư vấn trực tiếp. Mọi người có thể kết bạn Zalo, nhắn tin qua Zalo, yêu cầu hình ảnh gửi video thì mình sẽ đáp ứng cho mọi người. Đây là số điện thoại mình, còn tên mình là Thế Anh này. Mọi người hãy lưu số này vào khi nào cần gọi điện cho mình hoặc là thắc mắc gì đó gọi điện trực tiếp cho mình nhé. Mình báo giá trên thân cần này, cho bao gồm phí ship, mỗi đơn cần sẽ cộng thêm 40.000. 40.000 này là ship code 63 tỉnh thành, ship đến tận nhà cho mọi người luôn. Mọi người có thể là mở hàng ra kiểm tra cần đầy đủ hết rồi trước khi trả tiền nhé. Mở hàng ra, mở cần ra kiểm tra kỹ càng trước khi trả tiền nhé. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cây cần đầu tiên cho mọi người. Đây là một cây cần có mã là 426. 426 đây là một cây cần của thương hiệu Olympic nhé. Thương hiệu Olympic này. Cây cần này có tên là năn xê sút. Năn xê sút này, dài 3 mét này. Đó, đây. Đây ngoài hình bên ngoài mọi người nhé. Ngoài bên ngoài đây. Đó, bẩn này. Đây, ngoài hình bên ngoài thì khá là đẹp mọi người nhé. Ngoài bên ngoài khá là đẹp, cây cần dưới trong. Đó, đây dưới trong này. Đây, cây này một cây cần siêu nhẹ luôn mọi người nhé. Mới cần siêu nhẹ. Cây cần này một cây cần Olympic này, Mamiya này, Mamiya OP này, cây này sản xuất ở Korea rồi nhá, Korea xuất Nhật nhá. Đó, đây, ngoài tổng thể đây. Cây này để sử dụng dàn khoen dàn bát bát Fuji này. Khoen bát được Fuji hết rồi nhá. Bát Fuji F6 này. Và cái khoen này là dàn khoen của Fuji luôn nhá, khoen Fuji nhá. Đó. Rồi chúng ta kiểm tra bên trong phôi. Đây, đây là đọt của nó nha mọi người nhá. Đây là đọt nhá. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Đây, đọt khá là to. Đó, phôi thì bao đẹp cho mọi người luôn. Phôi thì bao đẹp cho mọi người nhé. Đây. Đó, phôi bao đẹp cho mọi người nhé. Phôi không xước nhé. Đó, ngoại hình đẹp. Ngoại hình đẹp nhé. Tem vàng xuất này, đầy đủ này. Đó, một cây cần Olympic suit năn C dài 3 mét. Cây này thì nó có thông số, nó ngọn của nó sẽ ngọn 2,9 ly rồi nhé. Ngọn 2,9 ly này. Ngọn 2,9 ly này, khá là cứng. Mình sẽ rút ra cho mọi người. Đây, tất cả mọi người nhé. Cái này bác nào đánh năng C được thoải mái nhé, đánh năng C được này, hoặc là bỏ ra công ngâm cũng được. Cây này thì ngọn của nó sẽ ngọn 2,9 ly, ngọn 2,9 ly, và cân nặng cây này nặng là 200 g, nặng 200 g mọi người nhé. Đó, khá là nhẹ, siêu nhẹ luôn, với cần Olympic, với cần dây trong. Cây này thì mình sẽ để cho mọi người với giá là 700 ngàn. 700 ngàn. Đó, 426 một cây dây trong dài 3 mét, đánh năng C được, đánh công ngâm được, giá 700 ngàn nhé. Rồi, tiếp tục chúng ta được 427. 427. 427 thì chúng ta có một cái cần dây trong tiếp theo, một cần dây trong cần dài có thể đánh nục được. Có thể đánh nục được nhá. Đây ngoại hình của nó đây. Cái này của hãng Bromarini nhá. Bromarini này. Đây, Bromarini này. Với cần khá đẹp, gần như là mới rồi nhá. Đó, ngoại hình thì chỉ có sức chỉ điểm qua qua, sức phẩy qua như này thôi nhá. Đó, có đánh giá rất là đẹp. Đánh giá rất là đẹp nhé. Đó là ngoại hình đây. Đây là một cây cần nó có tên gì nó ngoan. À, top gun. Top gun rồi nhé. Đây, top gun này. Một cần dài 3m9, cứng 80. 3m9, cứng 80. Cái này sử dụng dàn khoen bát, dàn khoen bát Fuji. Bát Fuji này, bát xoáy này. Và khoen lại khoen Fuji hết rồi người nhé. Đây, khoen dây trong Fuji hết rồi người nhé. Đó đây. Cái này cho bác nào đánh ngâm thì tuyệt vời luôn. Còn là câu kè biển là ok nhé. Đó, 3m9, cứng 80. Đây, rồi chúng ta đi kiểm tra phôi bên trong nhé. À, đây là đầu bu của nó mọi người này. Đây là đầu bu nhé. Đây là đầu bu này, đó. Rồi, phôi nào, phôi sơn rất là đẹp mọi người nhé. Sơn rất là đẹp luôn. Ngoại hình thì phôi bên trong là không xước. Đó, phôi bên trong là không xước rồi nhé. Phôi bên trong rất là đẹp luôn. Phôi không xước gì cả. Đánh giá ngoại hình con này gần như là mới nhé. Gần như là mới, một cái cần dài 39 cứng 80 với cần mã 427. 427 thì là cái này ngọn của nó sẽ ngọn 2,3 ly này, ngọn 2,3 ly này, khá là cứng nhá. Ngọn 2,3 ly. Và cái này nặng 450 g. 450 g. Cho nên mình sẽ cho nào. Cái này cho mấy bác đánh nục đầu cần cũng được. Đánh nục đầu cần được nhá. Đánh nục đầu cần được nhá. Đó. Một cái cần mã 427, ngọn 2,3 ly này và nặng 450 g, mỗi cần dây trong, ngoại hình đẹp, bao đẹp cho mọi người nhé. Đó, 427. 427 thì cái này mình sẽ để cho mọi người với giá là 850.
850.000. Đó, 427 850.000 nhá. Rồi tiếp tục chúng ta 428. 428 chúng ta có một cây cần Daiwa. Một cây cần Daiwa nhá. Daiwa này. Honda Knock này. Honda Knock này. Cái này thì có chiều thông số là dài 31 cứng 30. Thì hôm qua mình đã bán được cây cứng 20 rồi, đi rồi thì hôm nay thêm cây 30 nhá. 31 này. Đó, 426. À 428 chứ. 428 rồi nhá. 428 một cái cần Daiwa này. Đây gọi hình này. Gọi hình bao đẹp nhá. Gọi hình bao đẹp cho mọi người nhá. Đó. Rất là nhỏ nhắn xinh xắn nhá. Cái này sử dụng bát là bát Daiwa này, bát truyền thống Daiwa, bát đầu rắn nhá. Bát đầu rắn này. Đó. Đây gọi hình này. Gọi hình có ít xước rồi nhá. Gọi hình chỉ có hơi xước phải qua thôi. Rồi chúng ta kiểm tra full bên trong. Đây là đầu bu này. Đầu bu nó sẽ như này mọi người nhá. Đầu bu có thể tháo được. Đây, đầu bu có thể tháo thôi nhá. Để vặn ra là ra được này. Đó mình sẽ không tháo nữa. Đây. Đầu bu có thể tháo được. Rồi chúng ta kiểm tra phôi nào. Phôi này carbon xoắn nhìn rất là cộm luôn rồi nhá. Xoắn rất là đẹp luôn. Đó. Phôi ngoại hình thì không xước rồi nhá. Phôi ngoại hình không xước nhá. Đó, không xước nhá. Còn đây ngoại hình này. Đó, rất là đẹp luôn. Cây này là 428, 428 con này ngọn của nó sẽ là ngọn 2,2 ly. Ngọn 2,2 ly mọi người nhá. Ngọn 2,2 ly này. Và cái này nặng 280 g. Nặng 280 g một cây cần Daiwa dây trong. Cho bác nào đánh câu ngâm gì là ngâm kè, ngâm hồ đủ kiểu nhá. Đó một cây cần đa năng. Đây một cần dây trong. Cái này sản xuất tại Thái Lan mọi người nhá. Sản xuất tại Thái Lan nhá. Thái Lan xuất Nhật nhá. Cái này 428, 428 sẽ để cho người giá nào? 750.000. Đó, 750.000, 428. Rồi, như trong thì có 3 cây. Rồi, tiếp tục chúng ta chuyển sang cây cần đánh câu biển nào, rích biển nào. Đây, cây cần này vừa câu ngâm vừa câu rích được nhé. Đây, thường thường là người ta đánh rích nhiều hơn. Đánh rích nhiều hơn. Đây, gọi nhỉ, một cây cần máy ngang, bát máy ngang nhé. Đây, dàn khoen này. Dàn khoen sẽ là dàn khoen Fuji 6. Đã xích rồi nhé. Đây là một cây cần Ryobi. Đây là một cây cần Ryobi mọi người nhé. Cây cần Ryobi. Cây này một cây cần Ryobi có thông số là dài bao nhiêu đây? 2m17 à. Mọi người đợi tí mình đo lại nhé. À đây, cây này dài 2m13 mọi người nhé. Đây dài 2m13 này, 7 feet này. Sản xuất ở Korea này. Mắc gì đây 220g. À Nozick chắc là mắc 220g. Đây, cứng MH Ryobi mọi người nhé. Đó. Này rất là đẹp luôn, sơn trang trí rất là đẹp người nhá. Đó, bát của nó sẽ là bát mút như này, bát màu hồng này. Đó, màu hồng nam tính nhá. Đấy, bát Fuji này, đây mọi người rõ chưa? Bát Fuji này rất là đẹp luôn. Đây, nó ghi cả tất cả cái gì đây mọi người rõ nào? Chả rõ nữa. Rồi, chúng ta thấy dàn khoen, con này sẽ là dàn khoen Fuji 6 nhá. Đó, tất cả đều dàn khoen Fuji 6. Phôi rất là đẹp luôn, phôi rất là chắc chắn luôn. Đây. Phôi rất chắc chắn nhá. Rồi. Đó, cái này cho bạn đánh rích biển là hợp lý này, tại vì tay có cái tay cò. Có tay cò có máy ngang được nhá. Đó, ngoại hình đây. Ngoại hình cái này thì còn khá là đẹp. Ít xước sát mọi người nhá. Ít xước sát nhá. Tem vàng xuất đầy đủ này. Tem vàng xuất đầy đủ này. Đó. Rất là đẹp luôn người ạ. Cây này là một cây cần Ryobi có mã là 429, 429. Cái này ngọn của nó chân ngọn 2,3 ly mọi người nhá. Ngọn 2,3 ly này. Và cân nặng của nó sẽ là nặng 270g. Khá là nhẹ mọi người ạ. 270g thôi. Một cái cần cắm gốc cho bác nào đánh Nozick biển nhé. Đó. 429. 429 thì cây này mình sẽ để cho người giá là 1.750.000. 1.750. Sell rồi mọi người nhé. Sell còn 1.750.000 nhé. Đó. Rồi tiếp tục chúng ta đi cây cần 430. 430 thì chúng ta có một cần cắm gốc tiếp theo. Một cần cắm gốc tiếp theo nhé. Đó, đây. Đây, ngoại hình đây nhé. Phần cán rất là đẹp luôn. Cán bẩn này. Đó. Đây, phôi đây. Phôi rất là đẹp mọi người nhé. Đó, phôi rất là chắc chắn luôn. Đều là dàn khoen xích hết mọi người nhé. Cây cần này là một cây cần của hãng Tenru. Hãng hàng nội địa Nhật mọi người nhé. Hãng Tenru này. Hàng nội địa Nhật này. Đây. Bernu Snaher này. Đó. Đây Made in Japan này. Đây Japan mọi người nhá. Đó, cây này là một cây cần Nhật xuất châu Âu này. Nhật xuất châu Âu mọi người nhá. Cây cần là một cây cần dài 7,6. 7,6 nó tương đương là 2m28, là 2m3 mọi người nhá. Dài 2m3 này. Đó, dài 2m3 này. Đây mọi người.
màu sơn trắng này rất là đẹp luôn. Tất cả dàn khoan nó sẽ là dàn khoan xích này nhé, dàn khoan xích nhé, dàn khoan xích này, nó khoan nguyên bản từ gốc đến ngọn, từ ngọn đến gốc người nhé, đó nguyên bản hết nhé, rất là đẹp luôn. Cây này một cây cần dài 2m3, dài 2m3 thì là ngọn của nó sẽ ngọn 2,5 ly này, ngọn 2,5 ly này. Nặng của nó sẽ nặng 265g, nặng 265g, khá là nhẹ luôn nhá. Cho bạn nào đánh rích hoặc là câu cá mú này, câu cá tra, cái này là tuyệt vời luôn nhá, nó hợp lý nhá. Mã 430, cái này lại để cho mọi người với giá là 1.750.000, đó mấy cái rích này giá bằng nhau nhá, 1.750.000. Rồi tiếp tục chúng ta mã 431 thì chúng ta có một cái gần này là khá là dài, cần 2 khúc, cần 2 khúc rồi nhá, đây cần 2 khúc này, khoẹn này đều cần xích hết luôn nhá, đó mới cần 2 khúc. Cây này là một cây cần của Alpha Tucker đây, mắc dài luôn rồi ạ, mắc dài luôn. Cây cần này một cây cần của Alpha Tucker đây, Alpha Tucker người rõ chưa, đó, Alpha Tucker này. Cây cần là một cây cần dài 36 người nhá, một cái cần dài 36 này, hàng nội địa này, đó Japan thôi nhá, 36 này, đó 8NB gì đây mình không rõ nữa, đây lấy nét nó bị mờ. Cái này có tên là Super Tyson này, đó 36 câu biển mọi người nhá, đây có hình con cá luôn này, cái này có tem đầy đủ nhá. Cái này thì là một cây cần nó dài 36 và nó chỉ 2 khúc thôi, thì là nó gặp vào được khá là dài, chia đôi cho mọi người ạ. Đó, ngoài hình có sức phải phải cái này nhé, nhưng không ảnh hưởng gì cả. Đây phần cán bát đây, phần cán bát này, khoen bát đều là khoen bát Fuji hết mọi người nhé, khoen bát Fuji nhé, bát Fuji này, bát Fuji này, và dàn khoen là dàn khoen Fuji xích mọi người nhé, dàn khoen Fuji đá xích nhá, chuyên câu biển nhá. Đây đó rất là đẹp luôn, đều dòng dắp nhá, không lỗi lầm nhá. Đó một tội hơi dài, cái này là hơi dài, thu gọn 36 thì mỗi cái thì còn khoảng tầm 1m8 rồi nhá, thu gọn vào một nóng này là 1m8 rồi nhá, nó hơi dài một chút. Cây này thì một cây cần dài 36, cây này có thông số là ngọn con này sẽ là ngọn 2,3 ly, ngọn 2,3 ly rồi nhá, ngọn 2,3 ly này, và cân nặng của nó nặng 460g, nặng 460g, nó một cây cần Alpha Tucker hàng nội địa. Cho bác nào thích câu biển, câu gành, cây này câu được nhá. Cây này có mã là 431 sẽ để cho mọi người giá là cũng là 1.750.000, 1.700.000 thôi, cái này sẽ để cho mọi người giá là 1.700.000 đó, 431 1.700.000 khá dài rồi ạ. Rồi tiếp tục chúng ta đến mã 432 chúng ta có một cái cần Alpha Tucker tiếp theo, một cái cần Alpha Tucker này sản xuất ở Korea mọi người nhé, cái này sản xuất Korea nhé, đó đây Made in Korea này. 342 đây là một cây cần câu bè, thôi cần câu bè cho mọi người nhé, nó cây cần câu bè, cây cần là một cây cần thông số là dài 2m4 cứng 60 này, có carbon xoắn hai da đâu người nhé, xoắn hai da này rất là đẹp luôn, đó nó sẽ xoắn hết lên đây luôn đấy, thì là nó sẽ sơn phủ chỗ này rồi nó sẽ không nhìn thấy, còn dưới này nó sẽ sơn hở thì sẽ để nhìn thấy nhá, nó rất là đẹp luôn. Rồi cán sẽ cán mút nhá, đó Alpha Tucker. Cái này sẽ dàn khoen bát là gần bát Fuji này, và dàn khoen sẽ là dàn khoen Fuji đá nâu đen, dàn khoen Fuji đá nâu đen nhé, nguyên bản hết nhé, đây nó đều dăm dắp không thiếu một khoen nào, không lỗi khoen nào nhé, đó đều dăm dắp luôn. Hồi cần 24 cứng 60, cái này cho bạn là câu bè câu cá tra được này, đó câu bè câu cá tra. Cái này mã 342 thì cái này chúng ta có một cái cần dài 2m4, ngọn của nó sẽ là ngọn 2,2 ly này, ngọn 2,2 ly này, và cân nặng của nó sẽ nặng 310g, nặng 310g, 342. Cái này sẽ để cho mọi người với giá là 800 ngàn, 342, 800 ngàn nhá, đó 342, 800 ngàn, à đâu 432 nhầm, mã 432 nhá, 432 mình cứ nộn đấy. Rồi tiếp tục chúng ta nữa mà 433 thì chúng ta có một cái cần mới tinh, một cái cần chưa qua sử dụng nhá, đó một cái cần Daiwa này, đây là một cái cần Daiwa Pro Cutter X là xoắn hai da, X này sẽ là xoắn hai da 45 độ mọi người nhá, 45 độ này,
Đây, cây này là một cây cần có thông số là 662. 662 là dài 1m98. 6 x 6 là à đâu, 6 x 3 18, thêm cả 6 18 nó gọi là 1m98 này, hai khúc này, size MN này. Đó, đây 6 x 6 này. Đó, hai khúc này, tải mồi từ 1/8 đến 1/2 với Z này. Tải cá thì 6 đến 12 là B. Action của nó là MN. Cái này giá mới của nó là 1 man 50, man 50 nhé. Còn đây, đây thông số thực này. 1m98 này. Nét nét nào. Đây dài. Dài 1m98 này. À, ngọn 1,7 ly này. Thu gọn hai khúc là sẽ còn là 104 cm này. Gốc của nó sẽ là 8,7 mm này. À, tải mồi từ 1/8 đến 1/2 OZ này, nặng 105 g này, tải cá từ 6 đến 12 lb. Chất liệu carbon sẽ là chiếm 84% và 16% là sợi tổng hợp. Đây là có đá xích gì đây mọi người nhé. Đây mình không rõ này, có chữ xích này. Rồi, chúng ta kiểm tra form trong luôn. Đây, đây là một cái cần máy đứng nữa nhé. Một cái cần máy đứng. Đây, mới tinh chưa qua sử dụng luôn. Mới tinh chưa qua sử dụng nhé, nhìn rất là đẹp. Đây, mọi người rõ không? Để xa xa một chút thì sẽ nét hơn nhé. Đó. Đây, rất là đẹp luôn. Bát bát đây qua này. Cái này thì là nó có ghi thông số trên này luôn mọi người nhé. Có ghi thông số luôn trên này nhé. Cái này một cái cần sản xuất ở Tại Quan luôn, sản xuất tại Đài Loan. Nó Đài Loan này. Đây, tên này Brocator X này. Cái này sẽ nó có xoắn hai da như này mọi người nhé. Nó sẽ xoắn hai da như này nhé, xoắn từ gốc đến ngọn nhé. Nhưng mà nó sẽ sơn phủ chìm nên sẽ không hở, nó chỉ hở một chút chỗ này cho mọi người xem thôi. Đó. Rồi tới dàn khoan. Dàn khoan con này là dàn khoan đá nâu người nhé. Dàn khoan đá nâu nhé. Tất cả đều mới nguyên chưa qua sử dụng, rất là đẹp người nhé. Nó rất là đẹp. Rồi. Một cây cần Brocator X, cây cần đai hoa, máy đứng. Cây này thì là có mã là 433. 433, cái này sẽ để cho người giá là 950.000. 950.000 cây cần máy đứng. Rồi tiếp theo chúng ta có một cần máy ngang, một cái cần máy ngang cũng của hãng đấy thôi. Đây cũng hãng của Daiwa này. Daiwa này. Tên cũng là Brocator X, cũng là xoắn hai da nhé. Cái này thì có nó ngắn hơn 602 mm. Thì cái này dài tương đương với dài 1m8. Dài 1m8 này cũng 1 man 1 này, 1 man 1 tương đương bây giờ mới giá là 2 triệu 4. 2 triệu 4 rồi nhé. 2 triệu 4 này. Đó. Đây, thông số đây. Thông số con này mình sẽ đọc nhé. Con này dài 1m83 này. À, thu gọn là 96 cm này, hai khúc này, nặng 125 g này. Ngọn của nó sẽ là ngọn 1,6 ly. Gốc là 9,9 ly. Tải mồi từ 3/18 đến 5/8 với Z, tải cá từ 6 đến 14 là B. Và chất liệu carbon sẽ là 60% và 40% sợi tổng hợp. Đó đây. Cần cao cấp của Đài Hoa nhé. Rồi chúng ta kiểm tra phôi luôn. Đây, kiểm tra cái cần nó sẽ như thế nào. Đây cái cần nó sẽ như này mọi người nhé. Đây là một cái bát nổi tiếng của Đài Hoa này, bát đồ rắn của Đài Hoa này, đó rất nổi tiếng luôn. Phần cá sẽ là cán mút nhé. Đó đây đây ngoại hình này, nó ngoại hình này cho bác nào thích đánh cảm giác dùng cái này tuyệt vời luôn. Đây, tên Brocator X này, Đài Hoa này, Đài Hoa này, và phần dưới này nó cũng có thông tin luôn rồi nhé, thông tin đầy đủ nhé, cũng sản xuất tại Đài Loan luôn. Đó sản xuất tại Đài Loan. Đây carbon xoắn hai da đây mọi người rõ chưa? Đó các bạn xoắn ra đầy đủ luôn nhé. Đó xoắn từ gốc ngọn luôn. Thông số cái cần này khá là đẹp, còn mới tinh cho qua sử dụng. Bác nào nhanh tay nhé, còn duy nhất 2 cây thôi. Hôm nọ mình về được 6 7 cây nhưng mà đi hết rồi. Giờ bây giờ tại lại xả rẻ rẻ cho người một chút. Đó một cái cần Brocator X. Cái này có mã là 434. 434 cái này sẽ để cho người giá là 900.000. 900.000 nhé. Còn mới tinh cho qua sử dụng. Túi sách trước còn nguyên nhá. Túi sách còn nguyên nhá. Rồi tiếp theo chúng ta lên mã 435. 435 chúng ta có một cái cần này, một cái cần Shimano. Có cái cần Shimano máy ngang dài 1m74, 1582 này, 2 này, đó 15822 này. Đây, ba đoạn này, HG. Đó, thông số này, tải tải các loại mồi này, đó, tải các loại mồi đây mọi người nhé. Đây, hộp sách đầy đủ luôn. Rồi chúng ta kiểm tra thông số một chút. Thông số thì cái này nó sẽ in bên này. Ui giời, nộn nộn. Cái này một cây cần dài 1m73 này, hai khúc này, thu gọn cho 88 cm này, nặng 100 g. Và ngọn của nó ngọn 1,8 ly. Gốc là 9,3 ly. Cái này thì là tải mồi từ 7 đến 21 g.
tải cá từ 8 đến 20 RB, chất liệu carbon sẽ là 81% và 19% tổng hợp. Đó. Đây nhá mọi người nhá. Hộp rất là đẹp luôn. Cây này thì là một cái cần máy ngang của Shimano, khá là cao cấp mọi người nhá. Đó, đây. Đây là phần bát cán mọi người nhá. Bát cán nó như này nhá. Đó. Bát oan HG. Đây mọi người nhá. Đây. Shimano bát oan HG này. Đây mọi người nhá. Đó. Sản xuất Korea, một cần sản xuất Korea này rất là đẹp luôn. Đó, đây là cây cần cuối cùng của một cây cần của là cây cần cuối cùng của tối ngày hôm nay mọi người nhá. Đó, cây này có mã 435, cây này sẽ để cho người giá là 900 ngàn. Đó, bác nào ưng cây nào thì có thể chốt gọi ngay qua số điện thoại cho mình nhé. Gọi ngay qua số điện thoại này. Đó, 0326 27 309. Thì giờ mình phải dừng video thôi, hẹn mọi người video tiếp theo. Bye bye.